Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Lập trình tức là việc sử dụng máy tính, đúng không? Chúng ta viết ra các lệnh để mà xử lý dữ liệu, đúng không? Và các lệnh được sắp xếp lại thành một cái gọi là chương trình máy tính. Thì về viết ra cái chương trình máy tính đó thì nó có những cái quy tắc riêng và có những nghệ thuật riêng. Và chương trình máy tính là gồm có các lệnh để mà xử lý dữ liệu. Nói tóm lại thế. Và máy tính thì sau khi đó chúng ta đưa cái chương trình ấy thì máy tính có nhiệm vụ là gì? Thực hiện các lệnh mà chúng ta có trong chương trình. Và quan trọng hơn nữa là các lệnh ấy được sắp xếp thành một cái logic nào đó để giải quyết một bài toán phức tạp, đúng không? Theo một thứ tự, một trật tự nhất định. Trật tự rất là quan trọng, đúng không? Các em hiểu là thí dụ trong đánh cờ chẳng hạn là chiếu tướng rồi bắt xe hay bắt xe rồi chiếu tướng là hai câu chuyện khác nhau. Tôi nếu mà mình tính toán có 3-4 bước mà mình sai thứ tự cái nhiều khi là hỏng cả một ván cờ, đúng không? Cho nên thứ tự là rất là quan trọng. Đấy thì cái đây là lập trình là như thế. Thế thì chúng ta nói tiếp. Bây giờ phần mềm thì tại sao phần mềm hiện nay nó là như thế nào? Để tôi nói qua một chút cái phần này. Trước kia thì phần mềm là những người lập thảo chương trình thôi. Tức là tóm lại ông có một cái thiết kế, có một cái yêu cầu, tôi sẽ viết ra cái phần mềm để thực hiện các cái tác vụ mà ông muốn. Cái yêu cầu của ông được viết trong một tài liệu được gọi là đặc tả chức năng, đúng không? Thế ông cứ đưa đặc tả chức năng cái là tôi giống như nhà phiên dịch, tức là ông nói bằng tiếng Việt tôi dịch ra tiếng Anh, còn cái kia là ông nói bằng tiếng Việt thì tôi dịch ra máy tính để cho máy tính nó hiểu, nó thực hiện. Thế thì đấy là kỹ sư phần mềm, và kỹ sư phần mềm này là lập trình viên chứ chưa phải kỹ sư phần mềm, tại vì lập trình viên là ông phải đưa ra yêu cầu thì tôi phiên dịch cho ông, chỉ làm mỗi việc phiên dịch thôi. Ông rất là giỏi về các cái câu cú rồi syntax, tức là chỉ làm việc phiên dịch, thì lập trình viên không có gì thích thú cả. Đấy chưa phải là hay. Nếu mà lập trình viên loại bình thường, tất nhiên có những lập trình viên giỏi chúng ta sẽ nói sau. Nhưng bây giờ nó có một xu hướng nữa, tức là ngày xưa ấy, lại có một cái việc nữa là việc xử lý dữ liệu. Xử lý dữ liệu thì bản thân là có một rất nhiều dữ liệu ông phân tích. Đầu tiên ông phân tích bằng tay, nhưng sau đó thì ông có các công cụ như là phần mềm Excel, rồi phần mềm nọ, phần mềm kia, ông có thể phân tích được. Nhưng ngày nay ấy, thì người ta dùng phần mềm để phân tích. Thế cho nên là cái việc của ông lập trình và việc của ông phân tích dữ liệu là hội tụ lại và đều là kỹ sư phần mềm cả. Kỹ sư phần mềm cho khoa học dữ liệu và kỹ sư phần mềm để viết các ứng dụng là hai chuyện khác nhau, nhưng mà về mặt kỹ năng là đều như nhau, là đều là lập trình cả, đúng không? Chứ ngày nay là phân tích dữ liệu bằng tay hay là phân tích dữ liệu bằng Excel là những người ở ngoài ngành công nghệ thông tin rồi, đúng không? Các kế toán thì dùng Excel rất là tốt. Thế nhưng mà bây giờ kỹ sư phần mềm, và hai cái việc này có xu hướng là dịch lại gần nhau. Các lập trình viên bây giờ cũng cần phải biết phân tích dữ liệu, và phân tích dữ liệu thì phải biết lập trình. Đặc biệt là chúng ta có một cái ngôn ngữ như lúc nãy chúng ta đã nói, đúng không? Python là ngôn ngữ mà phân tích dữ liệu rất là thời thượng và rất là dễ dùng. Thế thì nhưng mà trong tương lai thì theo tôi, đây là ý kiến của tôi thôi, và cái tương lai này nó cũng không phải là xa quá mà nó cũng rất là nhanh thôi. Trong vòng 5 năm cho đến 10 năm tới thì tất cả mọi người cũng sẽ đều lập trình. Ví dụ như là những cái ứng dụng mà trong ngành nông nghiệp chẳng hạn, thì ông kỹ sư nông nghiệp ông biết lập trình, ông lập trình chắc chắn tốt hơn mình. Hay là lập trình xử lý ngôn ngữ hiện nay là đều là các nhà khoa học máy tính hoặc là các cái kỹ sư công nghệ thông tin. Nhưng mà trong tương lai thì các nhà ngôn ngữ cũng lập trình được. Thì có thể lúc bấy giờ là họ sẽ vượt xa cái cách lập trình của các nhà công nghệ thông tin. Tại vì chúng ta không hiểu các nghiệp vụ. Thì vì vậy là các như là ngày nay mà chúng ta thấy là tất cả mọi người đều có thể dùng PowerPoint hoặc là dùng Office, hay là đều có thể dùng máy tính cá nhân được. Nhưng mà cách đây khoảng 20-30 năm thì không phải như vậy.
đúng không? Chỉ có người làm công nghệ thông tin mới có thể dùng máy tính cá nhân được thôi. Và nếu mà anh muốn làm cái gì thì anh đưa ra yêu cầu, ông công nghệ thông tin ông làm cho. Thì bây giờ cũng thế, người ta bảo muốn lập trình cái gì thì người ta ra yêu cầu để công nghệ thông tin lập trình. Nhưng mà trong tương lai tôi nghĩ là tất cả các ngành khác sẽ tự lập trình lấy, và lập trình càng ngày càng dễ. Ví dụ như là ngôn ngữ Python ngày nay lập trình hết sức dễ, và trong tương lai nó còn dễ nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong lập trình nó là một cái tối thiểu, kỹ năng tối thiểu cho mọi người trong mọi lĩnh vực. Ví dụ như các em ở đây là những người mà trong câu lạc bộ tài năng lập trình, nhưng trong tương lai có thể một số em sẽ chế tạo như là tên lửa, hay là chế tạo các cái máy bay, hay là trong các cái ngành khác nhau. Tức là mình như đều là bắt đầu xuất phát từ lập trình cả. Đó. Thế còn sau đó thì chúng ta thấy rằng đây thì phần mềm nó là ứng dụng, rồi là có hệ điều hành dữ liệu. Thì chúng ta phải thấy rằng là lập trình nó không khó nếu hiểu bản chất và cách học. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về chuyện đó. Nhưng mà vì học công nghệ thông tin, lần trước chúng ta nói rộng hơn tới học công nghệ thông tin, lần này chúng ta chỉ nói lập trình thôi. Thì lập trình là cái bước đầu tiên để mình có thể chiếm lĩnh công nghệ thông tin được. Tại vì quan trọng nhất không phải là về vấn đề lập trình hay sau này, tại vì trong công nghệ thông tin không nhất thiết phải làm lập trình, có thể làm phần cứng, có thể làm mạng, rồi có thể làm giải pháp, rồi có thể đủ thứ. Nhưng mà học lập trình đầu tiên nó sẽ cho chúng ta một cái tư duy lập trình. Nói như một thầy ở chỗ chúng tôi, thầy Lê Anh nói là đúng rồi, cái tư duy của một con người hiện đại là tư duy của người có máy tính, và tư duy của người có máy tính thì khác tư duy của người không có máy tính. Cái đấy tôi nghĩ là rất là đúng. Thế cho nên là chúng ta phải có tư duy lập trình đã thì chúng ta làm bất cứ thứ gì trong công nghệ thông tin, hoặc là thậm chí là rộng hơn, chúng ta làm tất cả các ngành khác nếu mà có tư duy máy tính thì sẽ rất là hay. Thì chúng ta thấy lần trước tôi đã giới thiệu rồi đúng không, tại Đại Nam thì chúng tôi dạy lập trình vào năm thứ nhất, và dạy ngôn ngữ C trong học kỳ 1, và dạy Python trong học kỳ 2. Nhưng học kỳ 2 chúng tôi gắn liền dạy Python với lại dạy phân tích dữ liệu, đúng không? Thì phân tích dữ liệu hiện nay là thị trường rất là nóng, là một cái mảng thị trường lớn của lập trình. Thế thì trước khi tiếp tục để học lập trình thì chúng ta phải có 5 cái điều chúng ta gọi là giải ngố, đúng không? Tức là có 5 điều mà người ta hiểu vẫn sai. Tức là thứ nhất là cái định kiến cho rằng lập trình chỉ dành cho những người thông minh thì sai. Lập trình không đòi hỏi thông minh, ai cũng có thể lập trình được, không có gì thông minh cả. Tất nhiên là người thông minh thì sẽ lập trình giỏi, nhưng không có nghĩa là chỉ người thông minh mới có thể lập trình. Ngày xưa thì thế thật, tại vì lúc bấy giờ là cái việc lập trình là nó khó, bây giờ thì rất là dễ, cho nên lập trình là một cái hết sức máy móc, hết sức dễ. Thứ hai, lập trình phải giỏi toán, sai. Lập trình không cần phải giỏi toán. Đấy, tức là đầu tiên người ta cứ nghĩ là phải, tất nhiên cái thế hệ đầu tiên học lập trình phần lớn là học toán ra, thế xong rồi chuyển ra học lập trình thì những người rất giỏi. Thế nhưng mà thành nó định kiến là lập trình phải giỏi. Ngày nay để giỏi lập trình không cần giỏi toán, không phải là chúng ta phải học toán thật giỏi xong rồi chúng ta mới đi học lập trình. Bạn chưa học toán bạn có thể học lập trình được. Đấy. Thứ ba, lập trình phải học nhiều, sai. Lập trình không phải học nhiều, lập trình rất là nhàn nhã. Tại vì nó chỉ có ngần đấy thứ thôi. Đấy, nếu các em xem thì sẽ thấy là có rất nhiều quyển sách người ta viết là học lập trình Java trong 1 tuần, hoặc là 21 ngày, hoặc là 28 ngày. Các cái khoa học khác, các kỹ thuật khác không thể học trong thời gian ngắn thế được. Lập trình có thể học trong thời gian rất ngắn. Đúng không? Thì có nghĩa là lập trình không phải học nhiều, mà phải thực tập nhiều. Quan trọng nhất là học trong 21 ngày xong rồi ông có thực tập hay không thì mới giỏi được. Chứ còn nếu mà xong, học xong thì cũng quên. Đúng không? Lập trình phải là con trai, người ta cho rằng con gái là không nên học lập trình. Sai, sai toét. Không có lý do gì là phụ nữ lại không lập trình được. Và cuối cùng là lập trình là hại mắt, rồi hại cho sức khỏe chẳng hạn. Cũng sai nốt. Đúng không? Nếu mà bạn biết cách, vui vẻ. Nhưng quan trọng nhất là lập trình ấy sẽ hại cho sức khỏe. Nếu như mình thấy hụt hơi, mình thấy không thích, mình cố gắng thì tự nhiên là thần kinh mình nó căng thẳng, dẫn đến hại sức khỏe thì đúng. Thế nhưng mà lập trình nó phải như thế này này, đúng không?
vui vẻ, nhẹ nhàng và tận hưởng cuộc sống. Phải vui, uống cà phê, lập trình, cười nói, rồi làm việc theo nhóm. Đấy rất là thú vị. Chứ lập trình không phải là một cái việc, một cái ông cau có ngồi gõ bụp bụp suốt ngày. Đúng không? Chưa chắc là cứ cắm cúi gõ từ sáng đến tối mà lại hiệu quả bằng những cái người mà thoải mái từ từ. Đúng không? Lập trình phải nghĩ sao cho nó hay, thú vị. Thì bây giờ chúng ta quay lại vấn đề chương trình và ngôn ngữ lập trình, đúng không? Ngôn ngữ lập trình thì lúc nãy chúng ta sẽ đã nói là có hai loại, đúng không? Có loại là chương trình biên dịch thì chương trình và chương trình phiên dịch. Thì bây giờ chúng ta nói về biên dịch cái đã. Biên dịch thì đầu tiên là chúng ta có một cái ngôn ngữ lập trình. Chúng ta lập viết một cái chương trình thì gọi là chương trình viết, đúng không? Sau đó qua một khâu tiền xử lý hoặc khâu biên dịch, song sang khâu biên dịch thì nó sẽ biến thành cái chương trình thực thi. Mà chương trình thực thi ấy là nó ở ngôn ngữ máy. Tức là vấn đề ở đây câu chuyện là làm thế nào để người có thể nói chuyện với máy được. Thì nếu mà mình bắt buộc là người phải học ngôn ngữ máy để viết ngôn ngữ máy thì quả nhiên ngày xưa người ta cũng viết ngôn ngữ máy thật, viết 01 rồi là viết bằng assembly, tức là nó rất là khó, nó tí rất là tỉ mỉ thì nó không tốt. Thì bây giờ ấy, là chương trình ngày nay ấy, người ta mới nghĩ ra các chương trình như là C hay là Java. Càng ngày cái ngôn ngữ nó càng gần với lại ngôn ngữ người hơn, chúng ta nói thấy thoải mái dễ chịu để chúng ta nói với nhau cũng hiểu được. Thế xong sau đó thì máy tính sẽ làm cái việc là tiền xử lý, xong biên dịch, xong kết nối với các thư viện có sẵn, xong sau đó thì chuyển cái đấy thành ra chương trình thực thi. Và chương trình thực thi thì dưới dạng là chúng ta mở ra đọc, chúng ta không hiểu gì hết, đúng không? Thế thì đấy là cái cách mà tổ chức cái ngành lập trình hiện nay là như thế. Tức là những cái vấn đề khó, vấn đề phiên dịch là để cho máy tính nó làm. Đấy, còn chúng ta chỉ viết các lệnh ở dưới dạng những cái ngôn ngữ rất là dễ, ngôn ngữ gần với ngôn ngữ người, người ta gọi là ngôn ngữ bậc cao, là C, C++, Python, rồi vân vân. Thế thì chúng ta có những ngôn ngữ lập trình như thế này, đúng không? Ngôn ngữ chính tức còn nhiều lắm, tức là hàng trăm, hàng nghìn cái ngôn ngữ lập trình, đúng không? Nhưng mà chúng ta tạm thời là ở tại Đại Nam thì chúng tôi cho phép là sinh viên học những cái ngôn ngữ này, là C, C++, Python là những cái ngôn ngữ. Tại sao C, C++ lại quan trọng? Đúng không? Chúng ta biết rằng các hệ điều hành là đều viết bằng C, C++ cả, và tốc độ nó rất là nhanh, đúng không? Đấy là ngôn ngữ của các hệ điều hành. C++ thì nó cũng là trình biên dịch, nó là anh em với C, nhưng mà nó có ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Sau này chúng ta sẽ nói là thiết kế hướng đối tượng là một cái kỹ thuật mà cần cho những người lập trình. Thứ ba là Python là ngôn ngữ thông dịch, ngôn ngữ hoặc là nói là phiên dịch, đúng không? Ngôn ngữ để rất cho mọi người, ai cũng có thể lập trình bằng cái này, không cần phải phức tạp và xử lý ngôn ngữ rất là tốt, đúng không? Rồi MATLAB là một ngôn ngữ thông dịch, Java là ngôn ngữ thông dịch, JavaScript là ngôn ngữ kịch bản, PHP là ngôn ngữ thông dịch, C Sharp là ngôn ngữ thông dịch, và Assembly là ngôn ngữ biên dịch, là gần nhất với ngôn ngữ máy. Tốc độ của Assembly rất là nhanh nhưng viết rất là khó, cho nên bây giờ ít ai học. Nhưng mà tôi nghĩ là học để mà nếm cái mùi vị nó một tí thì tốt, biết khái niệm thôi chứ còn không cần phải học kỹ làm gì. Thì những cái ngôn ngữ mà chúng tôi thấy cảm giác là xã hội cần thì chúng tôi dạy cho sinh viên học thạo. Thế còn những cái ngôn ngữ khác cốt là biết khái niệm và ở mức cơ bản thôi. Đấy là những cái ngôn ngữ lập trình mà phổ biến. Còn ngoài ra nhiều lắm, rất là hàng trăm cái loại ngôn ngữ lập trình. Thế thì bây giờ cả một đống ngôn ngữ lập trình ấy thì câu hỏi đặt ra là học bao nhiêu ngôn ngữ lập trình là đủ, đúng không? Quan trọng nhất tôi nghĩ là học lập trình là bắt đầu bằng tư duy lập trình, đừng có phụ thuộc vào ngôn ngữ. Và sau đó thì chúng ta có tư duy rồi, chúng ta phải lao vào, có kinh nghiệm, làm nhiều khác giỏi. Thế thì câu trả lời tức là giỏi lập trình không phụ thuộc vào số ngôn ngữ. Bạn có thể biết rất ít, xong sau đó nhưng mà bạn nắm được, nếu bạn nắm được C và Python ở trình độ cơ bản và nắm được 6 chiêu lập trình cơ bản mà tôi sẽ trình bày trong các bài giảng sau ấy, thì bạn có thể học bất cứ ngôn ngữ nào trong vòng 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, đúng không?
Đấy, cho nên là đừng phụ thuộc vào ngôn ngữ. Tại vì khi chúng ta cần ngôn ngữ nào chúng ta cũng thể học rất là nhanh, nếu chúng ta có tư duy tốt và có kinh nghiệm với một các cái ngôn ngữ chính. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần này tôi dừng lại. Thì có ai có câu hỏi gì thì các em đặt câu hỏi. Xong sau đó chúng ta sẽ chuyển sang các trình độ lập trình.